Rồi, những dòng loa bốt Mỹ, rất nhiều dòng loa đã về đầy một xe với bốc đầy xe đang chuyển trong sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 2 âm lịch, tức là ngày 14 dương lịch, tức mùng 2 âm lịch. Chỉ còn có khoảng 28 ngày nữa là Tết rồi. Khẩn trương nhá các bác nhá. Đấy, hôm nay cả thư ký ra kéo hàng. Thấy chưa? Đấy. Một xe các bác nhá, đầy một xe. Số lượng rơi vào không biết là bao kiện, chắc phải tầm 6-70 kiện. Đấy. Gần chỉ gần 100 kiện mất. Đây một xe to các bác. Đây các bác đang lựa chọn những cặp loa bốt Mỹ bên Ngọc Quang. Đấy, bây giờ mà về được hàng thì phải nói nó là kỷ lục các bác nhá. Nó gọi là siêu đẳng cấp. Một là cước cao này, hai là rất là khó khăn. Thế mà bên Ngọc Quang về được những đơn hàng loại hàng cực khủng, chất lượng. Chắc chắn là đây trong này có những cái hàng gọi là rất quý đấy. Không biết bên Ngọc Quang là lắm được. Có khả năng nó là Out Center chẳng hạn, hoặc là BB900C. Đấy. Hình như có cả những súp 40. Hình như bên ngoài kia có cả loa 3G audio. Nhiều lắm các bạn. Bên Ngọc Quang có những cái đơn hàng em chỉ nhớ là có những cái lô hàng như vậy, chứ còn bọc trong này thì đoán mang máng. Nên em về số lượng hàng thì giờ này vài trăm kiện, nhưng mới về được xấp xỉ gần 100, hôm nọ về từ mấy chục, nay gần 100 nữa. Các bác yên tâm nhé, chuẩn bị có những hàng cực kỳ hot. Và đâu rồi, em xin dừng video ở đây để test thử cho các bác.